Chào các bạn, cái video hôm nay mình sẽ test cho các bạn nghe chất âm của đôi loa Dayton DS38B. Thì đây là cặp loa hiếm hoi của Dayton mà có mức giá khoảng gì, có mức giá chỉ hơn 7 triệu mà chất âm của nó lại rất là phù hợp để nghe nhạc vàng và nhạc trữ tình. Thì Dayton DS38B được sản xuất vào năm 1975 với chiều cao là 66.5, chiều ngang là 39 và chiều sau là 28. Thì đây là một cái cặp loa thùng gỗ lạng với cái thiết kế như vậy, nó rất là to, nó phù hợp trong những cái phòng khách cỡ rộng và chất âm của nó cũng thể hiện rất là rộng rãi. Chúng ta ngồi ở khoảng cách loa khoảng 20 mét, chúng ta vẫn nghe được tiếng bass rất là ấm và rất là tiếng trét, tiếng mít rất là chi tiết mượt mà. Đôi loa này có nó nặng 23,5 kg mỗi loa và trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W. Nó có hai cái nấm chỉnh mid trep tần số ở trên loa, chúng ta có thể tăng giảm hoặc là về mức bình thường. Thì ở trên mức này là đang mức tăng, tùy các bạn, tùy âm ly chúng ta ghép nó thiếu hay là dư, chúng ta có thể chỉnh lại. Cặp loa này có thể ghép với rất là nhiều âm ly của Nhật Bản như Sansui, Pioneer hoặc là Denon. Thì bây giờ mình sẽ ghép với các bạn âm ly đàn ông để chúng ta nghe cảm nhận chất âm nhé. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ mình sớm số điện thoại dưới góc màn hình, bấm nút đăng ký để nhận được những video mới nhất đến từ Nguyễn Hồng Audio nhé. Và bây giờ chúng ta cùng tập trung để thưởng thức chất âm của đôi loa Dayton DS38B. Xa trời quen đất lạ, nhiều đông lắm Hà Nội tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà đời không dám tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người đang lính khổ viết bởi câu ca, vì tiền hay thiệt tha. Đến với tôi đừng yêu lính bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ tiếng em, xa trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài
súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thay tiếng. Thanh xong bài test loa Dayton DS38B, bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại dưới góc màn hình nhé.